Đi ra xe đi, Messi đi ra xe đi. Xem xe ở đâu, có nhớ không? Ra xe đi. Ra xe. Đi ra xe đi. Xe ở đâu? Kinh chưa? Nhớ xe luôn chứ. Rồi, chờ tí. Sang bên này đi cho lên cho dễ. Đây. Ôi giời, khoan ạ. À, vẫn còn quên. Lên đi. Ok, ở đây. Rồi ngồi xuống đi, bật điều hòa này không nóng lắm. Dừng lại đi, dừng lại để quay Messi một tí. Messi. Đây. Thẳng đi. Si ơi. Ok thôi được rồi, đi đây. Quay tí thế thôi, không nắng lắm. Đây được rồi. Si ta ghế thế mà lô chả có động tĩnh gì. Đấy, 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 đấy. Đẹp rồi đấy, nhanh, nhanh. Messi. Đi. Cứ từ từ đi. Chưa thay lông xong. Chưa thay lông xong hết, vẫn còn nhìn thấy màu lông đệm mà. Vẫn còn nhìn thấy màu đỏ của lông đệm ở bên lớp trong, lớp ngoài vẫn chưa mọc hết. Nào, cái kính này cọ vào nó đỏ ra vỡ, không tiền đền nữa. Được một căng.